Chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 3. Các con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài tập đọc bài tập làm văn. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần luyện đọc. Với bài này, các con chú ý đọc to, rõ ràng và mạch lạc. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu một lượt, các con cùng theo dõi. Bài tập làm văn có lần cô giáo cho chúng tôi một đề văn ở lớp em đã làm gì để giúp đỡ mẹ tôi loay hoay mất một lúc rồi cầm bút và bắt đầu viết em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ em quét nhà và rửa bát đĩa đôi khi em giặt khăn mùi xoa đến đây tôi bỗng thấy bí quả thật ở nhà mẹ thường làm mọi việc thỉnh thoảng mẹ bận định bảo tôi giúp việc này việc kia nhưng thấy tôi đang học mẹ lại thôi Tôi nhìn sang Lucia. Thấy bạn ấy đang viết lia lịa, thế là tôi bỗng nhớ có lần, tôi giặt thêm cả bít tất của mình, bèn viết thêm, em còn giặt bít tất. Nhưng chẳng lẽ lại nộp bài văn ngắn ngủn như thế này? Tôi nhìn xung quanh, mọi người vẫn viết, lạ thật, các bạn viết gì mà nhiều thế? Tôi cố nghĩ rồi viết tiếp. Em giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần cuối cùng tôi kết thúc bài văn của mình em muốn giúp mẹ nhiều việc hơn để mẹ đỡ vất vả mấy hôm sau sáng chủ nhật mẹ bảo tôi cô lia này hôm nay con giặt áo sơ mi và quần áo lót đi nhé tôi tròn xoay mắt nhưng rồi tôi vui vẻ nhận lời vì đó là việc làm mà tôi đã nói trong bài tập làm văn một bài đọc rất thú vị đúng không các con Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần chú thích. Đầu tiên cô có từ khăn mùi xoa. Khăn mùi xoa là loại khăn mỏng, nhỏ bỏ túi để lau mặt, lau tay. Tiếp theo cô có từ viết lia lịa. Viết lia lịa là viết rất nhanh và liên tục. Cuối cùng cô có từ ngắn ngủi. Ngắn ngủi là rất ngắn, có ý chê. Bây giờ chúng mình cùng vào phần bố cục. Bài này có 4 đoạn. Vậy theo các con chúng ta sẽ có mấy phần? À đúng rồi, chúng ta sẽ có 4 phần. Phần 1 tương ứng với đoạn 1 có nội dung là đề văn của cô giáo. Phần 2 tương ứng với đoạn 2, lý do Colia thấy khó viết bài văn. Phần 3 tương ứng với đoạn 3, cách viết dài của Colia. Và cuối cùng là phần 4, tương ứng với đoạn 4 có nội dung Cô Lia nghe lời mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết bài này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1, đề văn của cô giáo. Đọc sách giáo khoa, các con hãy cho cô biết nhân vật xưng tôi trong chuyện này tên là gì? Và cô giáo đã ra đề văn như thế nào nhé? Chúc mừng các con, chúng ta có nhân vật xưng tôi ở đây là cô Lia. và đề văn của cô giáo đó chính là em đã làm gì để giúp đỡ mẹ. Vậy với đề văn như thế này, cô Lia đã viết như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần 2, lý do cô Lia thấy khó viết bài văn. Nhiệm vụ của các con trong phần này đó chính là Đọc phần 2 và trả lời câu hỏi Vì sao cô Lia thấy khó viết bài tập làm văn? À, suy nghĩ của các con rất chính xác. Các con có thể lý giải rằng vì thỉnh thoảng cô Lia mới làm một vài việc lặt vặt thế nên cô Lia cảm thấy khó viết bài tập làm văn với đề văn em đã làm gì để giúp đỡ mẹ đúng không nào? cũng có thể vì ở nhà mẹ thường làm mọi việc dành thời gian cho cô lia học thế nên cô lia rất ít khi giúp mẹ các con cũng có thể lý giải rằng vì cô lia chẳng phải làm gì giúp đỡ mẹ nên cô lia khó viết bài văn cô sẽ cùng chốt lại ý cho chúng mình nhé chúng ta thấy rằng cô lia cảm thấy khó viết bài tập làm văn khó kể ra những việc đã giúp mẹ bởi vì ở nhà mẹ kolia thường làm hết tất cả mọi việc có lúc mẹ bận định nhờ kolia nhưng thấy bạn đang học nên lại thôi chính vì thế mà bạn khó kể ra những việc đã giúp đỡ mẹ đúng không nào kolia thì cảm thấy rất khó để viết bài văn còn các bạn của kolia thì lại viết rất dài vậy giải pháp của kolia ở đây là gì Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần 3 nhé. Phần 3, cách viết dài của Kolia. Các con tiếp tục đọc đoạn 3 và cho cô biết, thấy các bạn viết nhiều, Kolia làm cách gì để bài viết dài ra? À, thấy các bạn viết dài ra, Kolia đã cố nhớ lại những việc thỉnh thoảng mới làm và kể cả những việc mình chưa bao giờ làm như giặt áo lót áo sơ mi và quần kolia còn làm gì nữa kolia còn viết ra một điều có thể trước đó bạn chưa từng nghĩ đến đó chính là em muốn giúp đỡ mẹ nhiều việc hơn để mẹ đỡ vất vả đó là cách viết dài ra của kolia bây giờ chúng ta sẽ vào phần cuối cùng phần 4, cô Lia nghe lời mẹ để tìm hiểu xem là có điều gì xảy đến với cô Lia nhé. Với phần này, các con đọc đoạn 4 trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. Vì sao khi mẹ bảo cô Lia đi giặt quần áo, lúc đầu cô Lia lại ngạc nhiên? À, chúng ta thấy rằng khi mẹ bảo colia đi giặt quần áo ban đầu bạn ấy ngạc nhiên bởi vì colia chưa từng làm việc này trước đó và đây là lần đầu tiên mẹ bảo colia làm việc các con thấy rằng trước đó mỗi lần mẹ bận mẹ định nhờ colia làm việc gì đó thì thấy bạn ấy đang học nên mẹ lại thôi mẹ không nhờ nữa Chính vì thế lần đầu tiên mẹ bảo Kolia đi giặt cờ quần áo, ban đầu bạn ấy đã rất ngạc nhiên đúng không nào? Vậy vì sao sau khi ngạc nhiên, Kolia lại vui vẻ làm theo lời mẹ? À, chúng ta thấy rằng sau đó Kolia vui vẻ nghe theo lời mẹ vì bạn nhớ ra đó là những việc mình đã nêu trong bài văn. Chính vì thế bạn đã vui vẻ đi làm việc qua bài đọc này các con thấy colia là một người như thế nào à đúng rồi colia là một bạn nhỏ rất ngoan đúng không nào bởi vì bạn đã kết hợp nói đi đôi với làm trong bài văn bạn đã viết những điều có thể là bạn chưa làm hoặc chưa từng nghĩ tới trước đó thế nhưng khi mẹ bảo bạn ấy làm việc bạn ấy đã vui vẻ nhận lời ngay bởi vì bạn ấy đã kết hợp nói đi đôi với làm bạn ấy đã nhớ lại những điều bạn ấy đã viết trong bài tập làm văn và bạn ấy đã vui vẻ làm những việc đó vậy qua bài đọc này cũng như qua việc làm của kolia giúp con hiểu ra điều gì chúc mừng các con các con đã trả lời rất chính xác bây giờ chúng ta sẽ vào phần tổng kết qua bài này chúng ta sẽ thấy được câu chuyện khuyên chúng ta nói phải đi đôi với làm cũng như việc học phải đi đôi với hành nếu như chúng ta chỉ nói mà không làm thì việc chúng ta nói ra sẽ không có ý nghĩa gì cả và chúng ta sẽ mất lòng tin của người khác bởi vì chúng ta chỉ nói thôi mà không làm được cũng như việc học để có thể hiểu sâu hiểu sâu hiểu kỹ những kiến thức đã học thì chúng ta phải hành động phải thực hành thì mới có thể đạt được kết quả tốt đúng không nào cô tin rằng qua bài đọc này các con sẽ kết hợp được nói đi đôi với làm cũng như vừa học vừa hành để đạt được một kết quả tốt nhất các con nhé cô tin rằng qua bài đọc này các con sẽ kết hợp nói đi đôi với làm để lời nói của chúng ta luôn có giá trị và chúng ta thực hiện được những điều mà chúng ta đã nói đồng thời khi học phải kết hợp với hành để có thể khắc sâu kiến thức nhớ được nội dung của bài để chúng ta ngày càng đạt được kết quả cao hơn các con nhé về nhà các con luyện đọc thật kỹ bài này để chúng ta có thể đọc diễn cảm được bài văn và bây giờ thì tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc Cảm ơn tất cả các con. Hẹn gặp lại các con trong những bài học lần sau của OLM nhé.